Xin chào quý khách hàng nha. Bên em giới thiệu về mô hình nuôi trồn hương giống sinh sản. Bên em có cung cấp từ trồn hương con đến trồn hương lứa, trồn hương cá hậu bị, được nhảy được đều có nha. Đây là mô hình nuôi trồn hương giống sinh sản nha mọi người. Đây rất là nhiều loại trồn, kích cỡ khác nhau. Chú này là chú trồn hương hậu bị nha mọi người. Bên em rất là nhiều loại, từ trồn hương con đến trồn hương lứa, trồn hương cá hậu bị, được nhảy được đều có nha. Mô hình nuôi trồn hương sinh sản bên đây cung cấp và bao tiêu đầu ra luôn. Quý khách hàng cần liên hệ số điện thoại 0768400969 nha mọi người. Đây là những chú trồn hương con, trồn hương con nha. Kế bên mình đó là trồn hương con nuôi bằng lồng. Đó, quy trình nuôi đóng lồng như thế này. Đó, mình thì mình đóng mỗi con thì ô 8 tấc vuông như thế này. Mô hình nuôi trồn hương. Đây là những chú trồn hương chạy nhảy. Đó, đây thì nó giờ nó ngủ nhiều, đa số nó ngủ nhiều nha mọi người. Ngủ nhiều. Đó, đây rất là nhiều loại kích cỡ khác nhau. Đầy đủ hết. Mở cửa ra vô ra vô cho trồn. Bên đây có nhiều loại ha. Từ những chú trồn hương con đến chú trồn hương lứa, rồi trồn hương cá hậu bị, được nhảy được đều có nè. Đó, đây là cũng một con trồn hương. Đó, đang ngủ nha mọi người. Đang ngủ. Đây rất là nhiều loại kích cỡ khác nhau. Ai cần thì liên hệ số điện thoại 0768400969 để mình xem thực tế. Đây chú này đẻ rồi. Này chú này hai con, đẻ hai con rồi mọi người. Chú này là bốn con. Bốn con. Đó, lồng đứng cho hết luôn. Bên đây này giờ này em quay buổi sáng đang ngủ trưa nha. Bên em rất là nhiều loại kích cỡ khác nhau, từ trồn hương con đến trồn hương lứa, trồn hương cá hậu bị, được nhảy được đều có nha. Ai cần liên hệ số điện thoại 0877 637495 nha mọi người. Hay số điện thoại là 0768400969 nha, 0768400969 nha. Số điện thoại trực tiếp chủ trại đi xem thực tế luôn. Mô hình nuôi trồn hương, chú này chú đang mang bầu nè mọi người. Kế bên đẹp không? Kế bên trồn hương con đẻ sinh sản đầy đủ hết. Ai cần thì liên hệ số điện thoại 0768400969 để mình đi xem thực tế. Mọi người nhớ bấm phút follow, đăng ký kênh dùm em nha mọi người. Có ai cần thì mọi người giới thiệu dùm em qua số điện thoại 0768400969 nha mọi người, để mình đi xem thực tế, mình coi trồn hương giống như thế nào. Cực đẹp không? Nó dài đòn bự con lông sáng nha mọi người. Đẻ rất là sai. Mà đây là chú ba, chú này là ba chú trồn hương con. Mình để kế bên cho mọi người xem luôn. Trồn hương con. Đây là mô hình nuôi trồn hương giống sinh sản đạt chất lượng nha mọi người. Bên đây cũng vậy. Mình coi nè, đó kế bên. Nó cận cảnh, chú này cũng vậy. Bên em rất là nhiều loại kích cỡ khác nhau, từ trồn hương con đến trồn hương lứa, trồn hương cá hậu bị, được nhảy được đều có nha mọi người. Bên đây là chú này đang giữ con nha. Đây là mô hình nuôi trồn hương giống 895 trên thị trường rồi. Có ai cần thì tư vấn hay là mua trồn con, trồn lứa đầy đủ hết thì liên hệ số điện thoại 0768400969 nha, để được tư vấn tận tình cụ thể nha. Số điện thoại là 0768400969 nha mọi người. Mình quan sát chú này đang giữ con, nó con đó mọi người thấy không, nó ba bốn con ở trong. Đó, mô hình nuôi trồn hương giống đây cũng vậy. Đó, lông sáng bự con dài đòn ha mọi người. Người quan sát trồn như thế này. Đây là mô hình nuôi trồn hương giống sinh sản nha, từ trồn hương con đến trồn hương lứa, trồn hương cá hậu bị, được nhảy được đều có nha. Mô hình nuôi trồn hương giống sinh sản nha mọi người. Đầy đủ cho mọi người. Bên đây cũng vậy. Đây một số một chú nè, đang ngủ. Mọi người xem cái này đang ngủ nè. Đầy đủ hết, từ trồn hương con đến trồn hương lứa, trồn hương cá hậu bị, được nhảy được đều có nha. Này mình cho trồn ăn nè, mỗi con một muỗng như thế này, mình cho cháo, thằng chuối, thằng cá. Đó, mình cho ăn. Mình mở ra cái mình bỏ vô. Như thế này. Đó, mở ra bỏ vô nha mọi người. Đó, chú này đang có bầu. Con này gần chuẩn bị gần đực nè. Đó, nó kêu giống tiếng kêu của trồn. Đầy đủ hết. Đây là mô hình nuôi trồn hương giống nha mọi người. Đầy đủ kích cỡ khác nhau, từ trồn hương con đến trồn hương lứa, trồn hương cá hậu bị, được nhảy được đều có nha mọi người. Mô hình nuôi trồn hương giống sinh sản đạt chất lượng. Đó, ai cần liên hệ số điện thoại 0877 637495 để mình gặp trực tiếp
đi xem. Số điện thoại là 0768400969 nha. Cháo này, cho mình ăn nè. Mình cho chồng ăn. Đó, nhiều chạy nha mọi người. Đó, cháo mình múc như thế này. Mình cho chồng ăn nha. Mô hình nuôi chồng hương giống sinh sản. Chú này đang ngủ nha mọi người. Đang ngủ. Nhầm con thức, nhầm con ngủ. Nhầm con nó thức, nhầm con thì đang ngủ. Mình sẽ được tư vấn tận tình cách nuôi, cách chăm sóc còn hương như thế nào qua số điện thoại 0768400969 nha. Đó, nhớ mọi người nhấn nút đăng ký kênh, follow dùm em nha, để mình xem clip kế tiếp về của trại trồng hương giống 895 trên thị trường. Đó, mình ghi ngày nè, ngày đẻ, ngày sinh sản, ngày phối giống đàng hoàng hết nha. Cửa thì mở ra mở vô, mở ra mở vô đầy đủ hết như thế này. Đó, đây là chú, ba chú là hai con cái, một con đực, ai cần liên hệ luôn. Còn con 10 con trồng hương đực biết nhảy luôn, ai cần liên hệ luôn. Còn 9 cặp trồng hương hậu bị luôn, 8 cặp lứa, 9 hậu bị, 10 trồng hương đực biết nhảy luôn nha, ai cần liên hệ luôn nha. Đẹp lông sáng bự con dài đòn đó, thấy chưa, đứng lộng thước đứng hết luôn, đầy đủ đó. Mình xem nó chiều mình cho, trưa mình cho ăn nó như thế này, nó như thế này, mình múc vô mỗi con miếng như thế này nè. Mình cho nó thấy không, kế bên đó mình làm cái máng gì mà móc ra nó vô. Mình cho ăn đây, những chú trồng hương đợt nữa mình cho ăn nè. Mình cho trồng hương ăn như thế này, mình cho mỗi con một miếng cho ăn đó, đầy đủ hết. Mình múc ra gì nè, mình múc gì nè, mình cho ăn ha, đầy đủ hết. Trồng hương giống sinh sản ha nha mọi người, chạy trồng hương giống đây, cung cấp từ trồng hương con đến trồng hương lứa, trồng hương cá hậu bị được nhảy được đều có nha. Qua số điện thoại 0768400969 nha, giấy tờ đàng hoàng nha. Nó cung cấp xuất xứ rõ nguồn gốc, trang trại trồng hương giống sinh sản nha, đầy đủ hết. Mô hình nuôi trồng hương giống, ai cần thì liên hệ số điện thoại 0877637495 để mình xem thực tế, mình coi trồng hương giống gì mình nuôi nha. Mô hình nuôi trồng hương giống 895 trên thị trường, qua số điện thoại 0768400969 nha, để mình đi xem thực tế nha. Đó, mình múc cho chồng ăn vậy nè, múc cho chị ăn nè, múc cho chồng ăn, chồng hương con đó, mình múc cho nó ăn, mình múc vậy nè, mỗi con một hai muỗng vậy nè, mỗi một ngày chỉ ăn nhiêu đó đây thôi nha mọi người, nhẹ chi phí, một vốn bốn lời. Có ai cần thì liên hệ số điện thoại 0768400969 để mình đi xem thực tế, rồi mình bắt trộm hương giống về nuôi luôn nha mọi người. Mô hình nuôi trộm hương giống sinh sản đạt chất lượng nha. Chú này đang mang bầu nè, con này gần 5kg nha mọi người, thường đẻ 5 con không nè, bự con dài đòn lông sáng nha. Trồng hương giống nè, mọi người chưa biết thì mình cứ liên hệ số điện thoại trên tiêu đề, mình đi tận trại mình coi luôn nha, rồi mình sẽ được tư vấn tận tình cách nuôi, cách chăm sóc trồng hương như thế nào, mình về mình xem luôn nha mọi người. Qua số điện thoại 0768400969, ai cần thì mọi người cứ cho số điện thoại đó liên hệ luôn để xem luôn, giới thiệu dùm em nha. Qua số điện thoại 0768400969 nha, để mình đi xem thực tế trồng hương như thế nào, mình bắt về nuôi. Còn ai bà con cần nó liên hệ số điện thoại 0768400969 đó, có bạn bè ní ná gì đó giới thiệu dùm em luôn, em cảm ơn nha. Đầy đủ hết, đâu cũng có hết, nhiều lắm. Đây lồng này thứ hai, hai con đứng cái muốn hết lồng ha, đầy đủ. Mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản đạt chất lượng nha, tại miền Tây nha mọi người. Đó, bên em có bán trồng hương rồi dịch quy ương cũng có luôn, ai cần thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề, bấm nút đăng ký kênh để mình đi xem thực tế mô hình nuôi trồng hương giống sinh sản tại miền Tây, về mình xem luôn nha mọi người, đầy đủ hết. Qua số điện thoại 0768400969 nha, để mình đi xem thực tế. Trồng rất là dễ thương, bự con dài đòn lông sáng nè, ngang ngủ ngày. Chú này đầy đủ hết, mô hình nuôi chồn hương giống sinh sản đạt chất lượng, ai cần thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề đó. Thì đây, đây là những cái lồng để cho chồn nè, chồn đẻ nè ha mọi người. Nó còn đây là những cái vợt nè, để bắt con chồn ra nè, bắt ra bắt vô ha mọi người.
này là những cái lồng, lồng để bày đẻ cho mình ha, như thế này. Đó, mình coi nè, làm cái vợt bắt chồn như thế này luôn, có hướng dẫn tận tình luôn ha, để mình xem. Đó, này lồng, đóng lồng bỏ vô bỏ ra. Có gì mọi người liên hệ số điện thoại 0768400969 nha mọi người. Em xin kết thúc video tại đây nha, nhớ mọi người đăng ký kênh Mắm Phúc Hô Lô giùm em nha. Em xin kết thúc video tại đây nha.